Nhận định bóng đá Fulham với Chelsea, 0:30 phút ngày 17 tháng 1, vòng 19 giải Ngoại hạng Anh. The Blues có cơ hội lớn để tạm thời vượt qua áp lực khi chỉ phải đối đầu đội bóng đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ Fulham. Cập nhật thông tin trước trận đấu, đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ở trận đấu gần đây nhất, đoàn quân của huấn luyện viên Scott Parker đã thi đấu khá thành công khi giành được một điểm trước Tottenham. Tuy nhiên, vấn đề của Fulham là họ hòa quá nhiều, dẫn đến kết quả chỉ xếp thứ 18 trên bảng xếp hạng. Dẫu vậy, The White có thể tự tin bước vào cuộc tiếp đón Chelsea khi trong 5 vòng đấu gần nhất cả Liverpool, Southampton hay Tottenham đều không thể khuất phục được họ. Cuối tuần trước, đội chủ sân Craven Cottage cũng đã có chiến thắng 2-0 trước Queen's Park Rangers ở FA Cup, qua đó tạo đà tâm lý thuận lợi cho Ngoại hạng Anh. Tương tự, Chelsea cũng giành kết quả thành công tại FA Cup với chiến thắng tưng bừng trước Morecambe. Tuy nhiên, phong độ của The Blues tại Premier League là thực sự đáng báo động. Đội bóng của Frank Lampard chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất khiến họ tụt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Hiện kém đội dẫn đầu Manchester United 10 điểm. Áp lực lên huấn luyện viên Frank Lampard đang ngày càng lớn. Thêm một kết quả tồi tệ trước Fulham có thể sẽ khiến cựu tiền vệ người Anh vào tình thế khó khăn trước chuyến làm khách đầy thử thách trước Leicester City. Do đó, chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc của đội chủ sân Stamford Bridge. Dự đoán Fulham với Chelsea 1-1.